biên cương là phên dầu của Tổ quốc, nơi những người lính biên phòng luôn chắc tay súng bảo vệ sự vẹn toàn của chủ quyền lãnh thổ, góp phần vào tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội vùng biên ải xa xôi cách trở, đặc biệt khó khăn. Câu chuyện về người lính biên phòng là câu chuyện dung dị, mộc mạc mà thân thương về anh bộ đội mang quân hàm xanh. Coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc ít người là anh em ruột thịt. Chiến công của các anh ngày hôm qua, trên dặm dài 55 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, là trang sử đầy tự hào. Nhiệm vụ của các anh ngày hôm nay là điểm tựa vững vàng cho thế trận biên phòng toàn dân toàn diện. Và như thế, dù là ở tuyến rừng hay tuyến biển, giữa điệp trùng rừng núi xa xanh, bên cồn cát miệt mài trải dài theo chân sóng biếc, những đồn biên phòng trên dải đất hẹp Quảng Bình như những ngôi sao xanh, đêm ngày thao thức vì sự bình yên của quê hương xứ sở. Trải qua gần 55 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cùng với việc thường xuyên tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đồn tấn quân, đồn biên phòng Cà Ròng còn tập trung xây dựng đời sống chính trị, văn hóa, giúp đỡ đồng bào Ma Con sống ở 10 bản của xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch ổn định phát triển sản xuất. Trong những ngày cuối năm 2013, theo chân những người lính đồn biên phòng Cà Ròng, dẫn đầu là Thượng tá Lê Văn Sơn, chính trị viên đồn, chúng tôi đến thăm bản A Rem thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây được xem là nơi mà người A Rem bám trụ lâu nhất trong lịch sử đỉnh canh định cư của mình. Đón chúng tôi là già làng Đình Dù và trưởng bản Đình Đù. Những tưởng là ở địa bàn hai xã khác nhau, mọi người sẽ không biết nhau, nhưng chúng tôi đã nhận. Họ gặp nhau như anh em một nhà, mà quả thực họ đã từng là anh em một nhà từ thời kỳ nguyên thủy sơ khai. Cách đây gần 50 năm, trong một chuyến tuần tra, đồn biên phòng Cà Ròng đã phát hiện xác tộc người này sống trong những hang đá giữa núi rừng Phong Nha Kẻ Bàng. Bộ đội biên phòng đã tích cực tuyên truyền vận động đưa người A Rem ra định cư tại km 12 đường 20 Quyết Thắng. Trải qua nhiều thăng trầm biến cố của lịch sử, đến nay người A Rem đã chọn bản A Rem, hay còn gọi là bản 39, định canh định cư ổn định với tổng số 76 hộ gia đình. Bây giờ hồi xưa là bà con ở dưới hang là chủ yếu là săn bắt hải lượm, mà ở dưới kia trong khi bộ đội biên phòng phát hiện này là vận động được một vài nhà lên đến đây, là vừa làm nhà vừa vận động một số nhà lên ở trong để mà đưa bà con lên. Bà con lần đầu là rất khó, lần đầu là họ ở cái nhà mình làm ấy là sàn là không quen. Không quen là họ về xong rồi tiếp tục là cứ vận động ngay thẳng được sự quan tâm của huyện nhà nước là hỗ trợ gạo rồi mọi vấn đề là lên làm nhà là lên ở vận động lên đây mãi là lúc ấy kia làm bể nước nên là đâu giếng ngắn nước đâu cả thứ mọi vấn đề mà ăn ở về đấy về dân mãi lúc ấy vì họ mới quen cái lối sống ở đến nay mới ở lại được. Xây dựng nhà làm nhà sàn nữa chứ, xin lỗi lúc nó sớm này biết chứ, lấy cái lạt mà buộc lấy máy buộc này, lấy cái lạt máy lợp này, bạc ăn khoai nó, cho làm lâu lâu thì mình một số thấm dưới á. Vô có trở lại cái hãng đó nữa chứ. Biên phòng của mình giúp đỡ từ 91, thiết từ 91 đến 92, 93, 94, thành lập đây luôn, coi như là cùng vui vẻ, tất cả dân bản cũng đông đủ phấn khởi đấy, dân bản mình cũng phải mừng, cùng sạch sẽ, con cháu cùng vui tươi hết tất cả. Mình cũng cảm ơn biên phòng đó, mình cũng mừng tất cả mọi cái vấn đề mà mê tín dị đoan trong địa phương đó, thì phải nói là bác ở đây có bác Râu, rồi là bác Đinh Đu, một trong những người đã
vận động bà con, vận động những cái người mà trước đây mà đã có những cái tư tưởng đó hiện nay đã loại bỏ dần, loại bỏ dần. Và người ta rất là đau ốm thì người ta biết đã tìm để trạm xá để điều trị. Đấy. Đồng thời là vận động con em đúng tuổi để được học. Học bên hội nông dân hiện tình học là về vay của nhà nước là về mình phải lo. Lo cho mình để vào chăn nuôi đời sau đây để giúp cho họ nữa. Một nhà mà nghèo, nhà nghèo dù trong bản này nghèo hắn chưa biết làm ăn là mình cho giúp hắn. Giúp hắn là giúp bò để cho nuôi. Những câu chuyện đời, những chuyện người được già làng Đinh Sầu cùng những người lính biên phòng kể cho nhau nghe như thể khắc ghi kỷ niệm. Nhất là việc người ASEM đã tự nguyện nhận bảo vệ hơn 1.000 hectare rừng nguyên sinh ở khu vực sung yếu nhất của di sản. Gần 20 năm qua, ở nơi thâm sơn cùng cốc của núi rừng Trường Sơn, dẫu điều kiện để sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cùng với chính quyền và lực lượng kiểm lâm, đồng bào ASEM đã trở thành chủ nhân thực sự của hàng ngàn hecta rừng nguyên sinh trong vùng lõi của di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng. Trong đó có một rừng cây bách xanh sống trên núi đá vôi, một loài thực vật quý hiếm nhất Việt Nam. Trong năm 2008, được sự giúp đỡ của chính quyền huyện Bố Trạch, đồng bào nơi đây đã đầu tư trồng gần 8 hecta với hơn 4.000 cây gỗ xưa bản địa đặc biệt quý hiếm. Đất không phụ công người. Cây gỗ xưa đã bén rễ, xanh cây, hòa nhập vào sự đa dạng sinh học của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và đã trở thành một tài sản hết sức có giá trị. Cuộc sống của người ASEM đang thay ra đổi thịt từng ngày. Rời bản ASEM, chúng tôi tiếp tục chạy dọc theo con đường 20 quyết thắng thẳng tiến ra biên giới Việt Nam Lào. Điểm đến của chúng tôi lần này là bản Chăm Pu, một bản của người Ma Cong sinh sống. Trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cà Rò cùng với chính quyền xã Thượng Trạch tích cực chăm lo đời sống cho dân bản, xây dựng bản làng kiểu mẫu lên vùng cao biên cương này. Đến km 52, Thượng tá Lê Văn Sơn, chính trị viên của đồn biên phòng Cà Rò cho hay, để vào được bản Chăm Pu, chúng tôi phải xuống xe đi bộ tiếp vì đường vào bản còn lắm gập ghềnh. Vậy là chúng tôi tiếp tục đi bộ hơn 2 km để rừng để vào bản. Đường vào bản phải vượt qua 2 quả đồi với nhiều khe suối. Mất hơn 1 giờ đồng hồ đi bộ, chúng tôi vào đến bản. Thượng tá Lê Văn Sơn là một trong những người lính biên phòng có thâm niên công tác ở đồn lâu nhất. Qua từng câu chuyện kể, chúng tôi biết được thêm ông đã luân chuyển công tác qua nhiều vị trí, đã dịch chuyển qua nhiều đồn, nhưng cuối cùng ông trở lại với đồn biên phòng Cà Rò, với đồng bào Ma Cong ở xã biên giới Thượng Trạch, với một tâm niệm giúp người Ma Cong từng bước vượt qua đói nghèo, ổn định cuộc sống, tập trung xây dựng nếp sống văn hóa mới ở vùng biên cương còn lắm khó khăn này. Đây là diện tích gần 2 hectare lúa nước mà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cà Rò giúp người Ma Cong ở bản Chăm Pu, xã biên giới Thượng Trạch, huyện Bố Trạch xây dựng nên. Có được kết quả như ngày hôm nay là cả một quá trình đầu tư công phu bền bỉ. Những người lính biên phòng tận tình bắt tay chỉ việc để dân bản hiểu và làm theo trong suốt hơn 7 năm. Ban đầu, những người lính biên phòng tự tay khai khẩn ruộng đất, đắp bờ, đắp đập, làm hệ thống thủy lợi dẫn nước về đất lúa. Và rồi, chính họ cũng tự tay gieo cấy và tổ chức thu hoạch khi lúa chín. Từ những tín hiệu vui ấy, người Ma Cong nơi đây bắt đầu tin tưởng bộ đội, từng bước thay đổi nhận thức tập quán canh tác lâu nay, bắt chước làm theo bộ đội trồng lúa nước. Từ năm 2009,
với sự hỗ trợ nguồn giống của Trung tâm Khuyến nông huyện Bố Trạch. Hơn 10 hộ dân trong bản đã đăng ký tự nguyện trồng và chăm sóc lúa nước. Có nguồn giống phù hợp với chất đất, cộng thêm đôi bàn tay cần cù chăm chỉ lao động của mình, người Ma Con đã được trả công xứng đáng. Niềm vui càng nhân đôi, năng suất thu hoạch bình quân đạt trên 6 tấn lúa một vụ. Người Ma Con ở bản Chăm Pu chủ động thêm được 3 tháng lương thực trong năm mà không phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhà nước. Bản Chăm Pu giờ đã khác xưa. Trong bản luôn đầy ắp tiếng cười con trẻ, tiếng sàng sảy giã gạo, tiếng gà gáy và biết bao âm thanh cuộc sống đang rộn rã từng ngày. Đến thăm gia đình già làng Ninh Sốt, chúng tôi càng thấy được sự trân trọng của dân bản với người lính biên phòng. Già làng cho biết, chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong bản triển khai đều được già làng tranh thủ thông qua ý kiến của đồn. Từ đó, già học được thêm cách làm hay rồi truyền đạt lại cho dân bản. Mặc dù vẫn còn lắm khó khăn, nhưng đời sống của dân bản giờ đã khác xưa nhiều lắm rồi. Các hủ tục lạc hậu của người Ma Con như mẹ chết chôn con theo, cúng con ma để chữa bệnh đã được xóa bỏ. Từ Chăm Pu, nhiều bản làng xung quanh đã và đang học theo Chăm Pu. Còn những năm trước mà không thiên tai mất mùa thì có đủ ăn không? Đủ ăn thì không một mùa. Năm nay thôi. Đến bây giờ thì nhưng một nhà đấy, đâu đơn lên đơn đơn phải thể dục tất. À, tức là cái cuộc sống của dân bản ấm nó lên thì cũng nhận được sự giúp đỡ nhiều của các chủ bộ đội biên phòng. Thì nhớ là mình biên phòng là gọt công giờ dân bản được nhiều. Bà con mình đấy mà làm ruộng luôn được là cũng như như đồn bay về đâu cả. Dèo hay là bữa cây gì đó hay có đồn hết. Xã chẳng qua hắn đi thể đi phát cho rung rải rồi cứ thốt là xã cũng chưa biết. Những cái đồn mà đi dèo đi vải đó, đi bữa đi cây là cũng là đồn chỉ đạo hết. Rời bản Chăm Pu, nhóm làm phim chúng tôi trở lại đồn Cà Rò. Ngoài việc giữ vững an ninh chính trị, xây dựng đời sống văn hóa ở vùng đất biên cương này, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cà Rò còn tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn hàng ngày. Để có những vườn rau xanh tốt, đồn phân chia khu vực trồng cây một cách hợp lý, khu vực dành cho chỉ huy đồn, khu vực dành cho cán bộ, sĩ quan và có khu vực dành riêng cho chiến sĩ trẻ để cùng nhau thi đua, thúc đẩy các phong trào xây dựng đồn theo hướng nền nếp, chính quy, rèn luyện tính kỷ luật cao. Đây là một nội dung quan trọng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đồn trở thành đồn biên phòng kiểu mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Rời đồn biên phòng Cà Giòn trong một buổi chiều cuối năm, mưa lất phất bay rồi bắt đầu nặng hạt. Từ xa sương đã sang mờ các dãy núi, trời đang trở mình, không khí lạnh đang tiếp tục về. Vậy nhưng cái lạnh buốt thấu xương đến tê dại không làm nao núng tấm lòng người lính biên phòng với đồng bào Ma Con. Ở nơi biên cương này, sức sống vẫn đang bừng lên từng ngày.